chân lại cái rồi số buồn đó nè. Khởi động tình chung coi nữa. Không có. Ngoài ẩm là ngủ nào qua đây. Ngủ ngoài. Nghe đó, đó nó lên một chữ. Chết mẹ con ôm vô kìa. Con ôm vô kìa, con mặc vô kìa. Rồi để mình ngon ăn số rồi đó con Ngọc với thằng Quang vô đó nè. Chưa cái đợt khác rồi Ngọc đang đứng sau lưng mấy người này nè. Nè Ngọc với thằng Quang nè. Ngồi tụi nó đang đứng sau lưng. Ai là giống Ngọc bây giờ? Không biết cái máy ai nổi không nữa. Tới chưa? Rồi. Con nó vô chưa hăng? Nhưng mà nếu mà tao phát luôn á thì mà tao không có gan. Ai con ai vậy? Trời ơi. Vô ngồi chơi vô trí chưa? Vô đi lâu lắm. Con nói chú Bảy giữ đồn lùm lá chân, chú Bảy dễ vậy. Coi nè, mấy năm mới mà. Đi, máy đây.
Thế đợi 10 phút đang ra mà. Ủa sao xuống là 4 người á hả? 4 nhà nữa hả? Dạ, giờ không thấy được luôn. Là không kịp quay luôn. Bay luôn nữa hay. Hồi nãy bay mà con đây cứ tưởng nó bay xuống. Nó bay xuống trước mà khỏi. Sợ không sợ? Hai chân này không chờ cơ giống mắt này luôn. Bà đang quay, bà đang quay. Đừng. Này tính đâu chả đứng thấy rồi, chồng thấy chứ. Thấy thôi mày thấy, nghĩ sao xe lắc xe lế rồi bây giờ dòm có 3 người rốt cuộc thành 6 người sao thấy được. Ai biết đường đâu mày thấy. Ừ, cái này ra dắt này ai đứng ra là biết liền. Chứ khỉ ha, dòm xe lắc có thấy đường này bay luôn. Đọc được cái hàng chữ đâu không? Chữ thì thấy, người sao thấy. Với lại đây có 3 người, giờ thành 6 người có ai để ý đâu. Nó ship lượt á. Đông quá. Điên lận đi ra. Nhiều gì? Không đợi lâu thì dẫn vào chân. Lâu quá. Lên chưa? Lên trên chưa? Sao mình quay xuống tới đây? Dính ra lại mưa ơi! Quay từ trên xuống rồi thì... Khi nào gần máy để... Không thấy đường.